Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Thì để tiếp tục cái chuỗi video hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Casimu để vẽ và chạy mô phỏng các mạch điện công nghiệp, thì ở video hôm nay chúng ta sẽ đi vẽ và chạy mô phỏng một cái mạch điều khiển cơ cấu máy với nguyên lý hoạt động như sau. Khi chúng ta ấn nút on thì cơ cấu máy của chúng ta sẽ chạy từ công tắc hành trình LS1 sang LS2. Khi mà cơ cấu máy chạy đến LS2, công tắc hành trình LS2 tác động thì cơ cấu máy của chúng ta sẽ đảo chiều, nó sẽ chạy từ LS2 về LS1. Và khi mà chạm vào công tắc hành trình LS1 thì cơ cấu máy sẽ dừng tại LS1. Muốn chạy lại thì chúng ta tiếp tục ấn vào nút on. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ và chạy mô phỏng nó. Thì các bạn sẽ mở phần mềm Casimu lên. Và đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình một cái cơ cấu máy ra nhé. Đây, các bạn sẽ vào cái biểu tượng động cơ này. Đó. Và cái biểu tượng cuối cùng này là cơ cấu máy của chúng ta. Các bạn sẽ lấy ra để chạy mô phỏng và vẽ và chạy mô phỏng. Đó. Thì khi các bạn lấy ra thì các bạn sẽ cài đặt cơ cấu máy, thì các bạn sẽ kích nút vào và chọn chế độ điều khiển bằng động cơ, chọn phần trăm, nghĩa là cái tốc độ chạy của cơ cấu máy. Các bạn chọn vừa phải thôi để cho dễ mô phỏng. Và chọn vị trí ban đầu của cơ cấu máy là ở bên trái. Gắn địa chỉ cho hai công tắc hành trình LS1 và LS2. Chọn loại công tắc hành trình Limited Switch. Sau đó ấn OK. Đó. Ở cái cơ cấu máy này thì nó sẽ không hiển thị tên công tắc hành trình. Thì các bạn sẽ vào phần chèn văn bản này để gắn tên cho chúng ta dễ theo dõi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thiết kế cái mạch điều khiển cho cái cơ cấu máy này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vẽ phần mạch động lực. Thì vẫn như cái trình tự như trước, đầu tiên là chúng ta sẽ lấy một cái nguồn 3 pha ra. Tiếp đến là thiết bị đóng cắt. Tiếp theo là tiếp điểm động lực của công tắc tơ. Thì ở đây là mạch đảo chiều nên chúng ta sẽ sử dụng hai công tắc tơ, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng một bộ khởi động tự kép để điều khiển cho động cơ chạy thuận ngược để kéo cơ cấu máy. Sau tiếp điểm động lực của công tắc tơ sẽ là tiếp điểm xin lỗi các bạn, nó là phần động lực của rơ le nhiệt. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cho mình một con động cơ ra. Đó là xong phần các thiết bị trong phần động lực. Bây giờ chúng ta sẽ đi nối dây. Các bạn lưu ý cho mình các điểm nối dây nhé. Các bạn kéo vừa phải vừa tới thôi. Nó mà chèn dây lên là phần mềm của chúng ta nó sẽ không nhận nhé. Thì ở đây để đảo chiều động cơ thì mình sẽ đảo pha đầu và pha cuối nhé. Chúng ta sẽ đảo thứ tự pha đầu và pha cuối cấp cho động cơ, thì động cơ của chúng ta sẽ đảo chiều quay. Đó, các bạn lưu ý là những cái điểm nối dây này, những cái điểm nối dây này, chúng ta khi mà nối đúng ấy thì nó sẽ hiện cái dấu chấm đậm này lên. Và nếu các bạn mà nối mà nó không có hiện dấu chấm đậm thì các bạn sẽ sử dụng cái biểu tượng này nhá để chấm vào cho mình. Đó, những cái điểm nó có dấu chấm đậm nghĩa là các dây được nối với nhau. Còn những cái điểm không có dấu chấm đậm này, phần mềm của chúng ta sẽ hiểu là dây nó đi qua nhá, chứ không phải là nối với nhau. Các bạn lưu ý cho mình cái phần đấy. Đó, sau khi nối xong thì chúng ta sẽ đi gắn địa chỉ.
Các bạn có thể ẩn cái số chân này đi cho bản vẽ của chúng ta nhìn nó đỡ bị rối. Chúng ta sử dụng công tắc tơ KT và KN nhé, K thuận và K ngược ấy, để điều khiển động cơ chạy thuận và chạy ngược. Đưa lên nhiệt ký hiệu của chúng ta là RN. Nó đang bị trùng các bạn. Ở trong cơ cấu máy các bạn ký hiệu động cơ là M trừ thì ở phần mạch điều khiển các bạn cũng phải ký hiệu là M trừ nhé. Đó, tiếp đến chúng ta sẽ đi vẽ mạch điều khiển. Thì mạch điều khiển của chúng ta sẽ lấy nguồn từ một pha đi qua cầu chì. Đây này các bạn này, cái phần này khi các bạn vẽ nó không có cái dấu chấm đậm nhé, mà dây nó nối với nhau thì các bạn sẽ sử dụng cái biểu tượng này để chấm vào cho mình. Đó, khi nó có cái dấu chấm đậm này thì phần mềm của chúng ta mới hiểu là hai dây dẫn của chúng ta được nối với nhau nhé. Cầu chì của chúng ta ký hiệu trên bản vẽ là CC hoặc là FS, phu xe các bạn. Tiếp đến chúng ta sẽ có một nút ấn stop. Một nút ấn on. Đấu song song với nút ấn on sẽ có một tiếp điểm duy trì. Khi chúng ta ấn nút on thì động cơ sẽ chạy thuận, nên là nút ấn on sẽ được cấp điện cho cuộn hút công tắc tơ KT. Khi mà cơ cấu máy chạy đến LS2 thì động cơ sẽ đảo chiều, nghĩa là KT của chúng ta mất điện, nên là đằng trước công tắc tơ, cuộn hút công tắc tơ chúng ta sẽ đặt tiếp điểm thường đóng của công tắc hành trình LS2. Mình cho dịch lên đây. Tiếp đến nó sẽ là một tiếp điểm khóa chéo của công tắc tơ KT và KN. Đây là tiếp điểm thường đóng của công tắc hành trình LS2. Tiếp điểm thường mở của KT để duy trì. Tiếp điểm khóa chéo thường đóng của KN. Đó. Và khi mà công tắc hành trình LS2 tác động thì KT mất điện, KN sẽ được cấp điện, động cơ sẽ quay đảo chiều quay để kéo cơ cấu máy chạy từ LS2 về LS1. Nên là khi mà LS2 tác động thì nó sẽ cuộn hút công tắc tơ KN này sẽ được cấp điện, nên chúng ta sẽ sử dụng cái tiếp điểm thường mở của công tắc hành trình LS2 để cấp điện cho cuộn hút công tắc tơ KN. Đó, cái điểm giao nhau này là hai dây nối nhau thì các bạn sẽ chấm cái dấu chấm đậm này vào cho mình. Thường mở của LS2. Cái công tắc hành trình này này, khi mà cơ cấu máy của chúng ta chạy về thì nó thoát khỏi công tắc hành trình LS2, nên là tiếp điểm của nó sẽ lại mở ra, nên là chỗ này chúng ta cần một tiếp điểm duy trì của công tắc hành trình của công tắc tơ KN nối song song với tiếp điểm thường mở của công tắc hành trình để duy trì nguồn cho cuộn hút công. Đó.
chúng ta sẽ nối song song để duy trì nguồn điện cho cuộn hút conductor KN để đảm bảo cho cơ cấu máy của chúng ta sẽ chạy. Khi mà thoát khỏi công tắc hành trình LN2, nó vẫn tiếp tục chạy về đến LN1. Tiếp đến là khi về chạm đến LN1 thì cơ cấu máy của chúng ta sẽ dừng, nghĩa là cuộn hút conductor KN sẽ mất điện. Thì chúng ta sẽ đặt một tiếp điểm thường đóng của LN1 để ngắt điện của cuộn hút conductor KN. Tiếp đến là tiếp điểm khóa chéo của conductor KT. Đối với những cái mạch đảo chiều ấy thì nhất thiết các bạn phải sử dụng tiếp điểm khóa chéo nhé, để đảm bảo cho hai conductor của chúng ta không cấp điện cùng lúc. Tiếp đến là cuộn hút của conductor KN. Các bạn sẽ lấy một cái dây trung tính ra đây. Đó. Thì để bảo vệ động cơ thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp điểm thường đóng của rơ le nhiệt chân 95-96. Phần động lực của rơ le nhiệt các bạn ký hiệu là RN, thì tiếp điểm của nó các bạn cũng phải ký hiệu là RN nhé. Thì ở đây các bạn có thể thiết kế thêm cái đèn báo sự cố. Các bạn sử dụng tiếp điểm thường đóng, thường mở chân 97-98 của rơ le nhiệt để cấp điện cho một cái đèn báo sự cố. Đèn mình sẽ chọn là đèn màu đỏ nhé. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã vẽ và xong cái mạch điều khiển cơ cấu máy. Bây giờ chúng ta sẽ đi chạy mô phỏng. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi chạy mô phỏng này. Thì để chạy mô phỏng thì các bạn sẽ ấn vào cái hình tam giác màu xanh này. Đóng automat để cấp nguồn cho mạch này. Như các bạn quan sát, bây giờ cơ cấu máy của chúng ta đang ở công tắc hành trình LN1. Công tắc hành trình LN1 nó đang tác động nên tiếp điểm của nó trên sơ đồ nguyên lý của chúng ta nó đang có màu đỏ. Tiếp điểm chúng ta sử dụng là tiếp điểm thường đóng thì nó đang tác động nên nó chuyển trạng thái sang thành thường mở. Đó. Bây giờ khi chúng ta ấn nút on, cuộn hút conductor KT được cấp điện, động cơ quay thuận chiều kim đồng hồ, kéo cơ cấu máy chạy từ LN1 sang LN2. Tiếp điểm thường mở của KT chỗ này đóng lại để duy trì nguồn điện cho cuộn hút conductor. Tiếp điểm thường đóng của KT chỗ này sẽ mở ra để khóa chéo không cho cuộn hút conductor KN có điện cùng lúc với KT. Khi mà cơ cấu máy của chúng ta chạy đến LN2, công tắc hành trình LN2 tác động thì tiếp điểm thường đóng chỗ này mở ra, thường mở chỗ này đóng lại. Cuộn hút conductor KT được mất điện, cuộn hút conductor KN được cấp điện. Động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ, kéo cơ cấu máy chạy từ LN2 về LN1. Tiếp điểm thường mở của KN chỗ này đóng lại để duy trì. Tiếp điểm thường đóng của nó chỗ này mở ra để khóa chéo. Khi mà cơ cấu máy chạy về đến LN1 thì tiếp điểm LN1 chỗ này mở ra, ngắt điện của cuộn hút conductor KN. Động cơ của chúng ta dừng, cơ cấu máy của chúng ta dừng tại LN1. Muốn chạy lại thì chúng ta lại tiếp tục ấn nút on. Đó. Và giả sử khi mà máy của chúng ta đang chạy, chúng ta muốn dừng hoặc là trường hợp mất điện đột ngột thì cơ cấu máy sẽ dừng tại điểm hiện tại. Đây, giả sử khi chúng ta ấn nút stop thì động cơ của chúng ta sẽ dừng, cơ cấu máy sẽ dừng. Bây giờ nó đang dừng ở giữa công tắc hành trình LN1 và LN2. Khi chúng ta chạy ấn nút on trở lại thì cơ cấu máy của chúng ta lại tiếp tục chạy từ LN1 sang LN2. Đó, động cơ chạy thuận nhé.
Khi chạm đến công tắc hành trình LS2 thì nó lại tự động đảo chiều chạy từ LS2 về LS1. Trong quá trình hoạt động, khi mà cơ cấu máy của chúng ta bị kẹt hoặc là động cơ gặp sự cố về hỏng bi hoặc một vấn đề gì đó làm động cơ quá tải thì rơ le nhiệt của chúng ta sẽ tác động. Khi rơ le nhiệt tác động thì chân 95-96 mở ra, ngắt điện của mạch điều khiển, động cơ của chúng ta sẽ dừng, cơ cấu máy sẽ dừng tại vị trí hiện tại. Tiếp điểm chân 97-98 đóng lại, cấp điện cho đèn báo alarm sáng, báo hiệu cho chúng ta là động cơ của chúng ta đang gặp sự cố. Lúc này chúng ta sẽ phải kiểm tra cơ cấu máy trên cái hành trình của nó có bị kẹt cái gì hay không, và kiểm tra động cơ xem để khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục sự cố xong thì chúng ta ấn reset trên rơ le nhiệt. Khi mà đèn báo alarm tắt thì lúc này chúng ta mới tiếp tục vận hành cơ cấu máy được. Đó, ấn nút on thì cơ cấu máy của chúng ta mới chạy được. Thì đó là cái nguyên lý hoạt động của cái mạch này. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì sau mỗi cái bài, mỗi video của mình như này thì các bạn cố gắng mở lại phần mềm và vẽ lại nha, tập vẽ lại và chạy mô phỏng. Có chỗ nào không hiểu thì để lại bình luận phía dưới video, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.